Alo, alo, chào bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là học lập trình Python bằng cái công cụ Codeplot của thằng Google. Đó, thì bài hôm nay sẽ là bài hoán đổi giá trị của hai biến. Ok, thì nói qua một chút về cái bài số 17 này. Đấy. Thì cái việc hoán đổi giá trị của hai biến ấy thì các bạn sẽ sử dụng rất nhiều nhá, sử dụng rất nhiều ở trong khi khi mà kia các bạn ra đi làm. Đấy. Nó là một bài toán khá đơn giản. Nó giống như kiểu hồi xưa các bạn học cấp 2, cấp 3 thì các bạn đổi chỗ ngồi ở trong lớp ấy, đấy nó cũng chính là cái thằng hoán đổi giá trị, nó cũng giống cái việc hoán đổi giá trị của hai biến. Đổi giá trị của hai biến, ok đấy. Thì cái bài tập này thì nó giúp các bạn, nó sẽ giúp các bạn trong cái việc nó mà là việc sắp xếp chẳng hạn. Đấy, ví dụ như kiểu các bạn cần cần sắp xếp các phần tử ở trong mảng chẳng hạn. Đấy. Đấy là một cái ứng dụng của cái việc này thôi. Đấy, còn nhiều ứng dụng khác nữa. Thì bây giờ đi vào bài tờ đi vào code này thì đầu tiên mình sẽ khai báo một biến A và sẽ bằng 7. Được chưa? Đấy, một biến B và mình ra giá trị bằng 9 đi. Ừ. Rồi sau đấy thì mình sẽ hiển thị cái biến A đấy, hiển thị cái biến B đấy. Giờ mình bấm run chương trình này, các đợi một xíu nha, nó đang chạy rồi. Đấy thì nó đang hiển thị ra cái biến A có giá trị bằng 7 và biến B có giá trị bằng 9, đúng không? Đấy thì sau khi ấy xong thì ở đây mình sẽ hoán đổi cái giá trị của hai biến này đó. Thì để hoán trị đổi cái giá trị của hai biến này thì bây giờ các bạn cứ tưởng tượng ra cái thằng A nó là cái cốc nước màu đỏ này, thằng A là cốc nước màu đỏ, này B nó là cốc nước màu xanh chẳng hạn. Màu xanh nhạt. Bây giờ mình muốn đổi đổ cái cốc nước màu đỏ sang cái cốc nước màu xanh và cốc nước màu xanh sang cốc nước màu đỏ thì mình sẽ cần một cốc nước thứ ba, đúng không? Cốc cốc nước thứ ba, và cái cốc nước này nó sẽ không có nước chẳng hạn. Đấy thì đầu tiên thì mình sẽ lấy cái cốc nước màu đỏ đổ sang cốc nước thứ ba này, xong lấy cốc nước màu xanh đổ vào cốc nước màu đỏ, và cuối cùng mình sẽ lấy cái cốc nước thứ ba để đổ vào cái cốc nước màu xanh đó. Thế mình sẽ khai báo biến C có giá trị, bà C coi như là cốc nước thứ ba có giá trị bằng biến A chẳng hạn. Đấy sau đấy tiếp theo nữa thì đây là cái việc đổ từ cốc nước màu màu đỏ sang cốc nước màu xanh ấy. Đấy tiếp theo nữa thì mình sẽ đổ cốc nước màu xanh này vào trong cái cốc nước màu đỏ thông qua lệnh là A này bằng B này. Đấy và tiếp tục là đến bước cuối cùng là đổ cốc nước thứ ba kia vào cái cốc nước màu xanh thì là C sẽ bằng ở đâu thì B sẽ bằng C đó. Rồi sau đấy mình copy thằng này và mình hiển thị này đấy. Rồi mình bấm run chương trình này xem được cái gì này. Đấy thì như các bạn đã thấy thì giá trị ban đầu của hai biến này đó là 7 và 9, không thì sau khi chạy đồng lệnh kia thì nó sẽ đổi cái giá trị thành 9 và 7. Đấy, ok, bài tập đây là cái về cái phần phần hoán đổi giá trị hai biến. Đấy mai kia các bạn code các bạn sẽ gặp rất nhiều. Ừ. Thì video của mình xin được dừng lại ở đây, chúc các bạn lập trình vui vẻ.